Ok, rồi xin chào anh em. Thì hôm nay mình có đặt một cái gói hàng đến từ TT. Thì các bạn thấy đây là cái mã đơn hàng mình đặt khoảng một tuần rồi, người ta mới giao tới. Đây mình sẽ khui cho anh em coi xem bên trong nó là cái gì. Cái này là hàng chính hãng được phân phối digital, nó đã kiểm tra. Thì cái này gói hàng mình đặt khoảng một tuần rồi nha, tuần gian hàng chính hãng đến từ TT. Bên trong mình cái bao shop cũng rất là kỹ ha, nó sẽ khui ra từ từ. Wow, hàng dễ vỡ ra. Đây là một cái hàng nguyên siêu, rất là nặng. Wow, anh coi đó, cẩn thận ha. Nó bên trong được đóng gói rất là cẩn thận nha. Huawei. Thì đây là một cái chiếc laptop đúng từ Huawei. Đó, thấy không? Chiếc laptop đến từ hãng Huawei, được đóng gói rất là cẩn thận. Nó còn nguyên tem nguyên siêu nè. Đó, hàng phân phối chính hãng. Hiện tại thì mình đang mua với giá 12.600.000. Nhưng mà mình áp một số mã giảm giá vô thì nó khoảng còn khoảng 12.580.000 ha. Đó, mình khui cái tem chính hãng của nó coi. Wow, cái này khui từ từ cho cái hộp còn đẹp. Đó, ok, khui được rồi. Mình xem bên trong cái. Wow, một cái chiếc laptop. Wow, là mỏng nhẹ. Ok, đây là cái hộp, đây là cái chiếc laptop. Rất là mỏng nhẹ. Thì cái cấu hình bên ngoài mình đọc thì cái chiếc này nó cấu hình khá là ổn. RAM 8GB, bộ nhớ 256, mà giá ở phân khúc 12 triệu như thế này là quá tốt rồi. Đây mình khui ra bắt tem luôn. Cái này là 1.6 nha các bạn. Theo thông tin mình đọc được từ hãng nó là 1.6. Đây là cái bao bì của nó nè. Đó, đó. Cái sách hướng dẫn mình bỏ qua bên đi, chỉ là mình xem cái chiếc máy. Rồi, thì cái chiếc máy này ở bên ngoài mình thấy nó màu nó rất là đẹp nha các bạn. Cái màu xám không gian này nhìn màu rất là đẹp. Đó, cái cạnh ha. Đây, cầm rất là nặng tay và chắc chắn. Bên phía bên đây thì có hai cổng USB và một cổng jack 3.5, nhìn rất là đẹp ha. Rồi, sẽ mở bên trong nha. Bên trái thì nó có một cổng HDMI và một cái cổng sạc USB-C. Ok, sẽ khui cho anh em xem bên trong. Wow, màn hình rất là mỏng luôn, màn hình khá là mỏng. Wow, các bạn thấy đây là cái màn hình của cái em nó nè. Thì đây là cái phím nguồn, mình sẽ mở nguồn lên luôn, kiểm tra bên trong và mình set up cho mọi người coi luôn ha. Rất là đẹp. Đây là cái phím camera nè các bạn. Đó, phím camera thì mình này
để đây mình nhấn là nó lên cái camera liền. Còn bàn phím á, thì nó không có tích hợp sẵn cái phím số bên đây, nó chỉ tích hợp những cái phím số ở trên thôi. Mình không xài, mình đóng camera lại. Rồi, ok. Mình sẽ mở phím nguồn lên. Đây là cái phím nguồn và cũng là phím cảm biến nhanh tay luôn nè. Mình sẽ mở lên coi nó lên không. Dường như là nó chưa có lên được. Chắc mình phải ghim sạc vô nó mới lên các bạn. Nói chung là rất là mỏng ha, mỏng nhẹ. Rồi, cái máy mình sẽ để nguyên một bên. Nói chung là bên trong các bạn mở máy các bạn cảm giác nhìn rất là đẹp luôn. Cái này thì nó sử dụng Win 10 nha, Win bản quyền nha các bạn. Đó, chính hãng của DC World. Ok, máy sáng rất đẹp. Mình sẽ xem bên trong còn gì nữa không. Khui cái máy. Rồi, bên trong thì nó còn một cái bộ sạc nữa nha các bạn. Đây, bộ sạc của nó nè. Bộ sạc đi kèm nha. Đây là cái bộ sạc của cái máy. Để mình, wow, đây là cái cục sạc đi kèm cái máy đây. Sạc có một cái cổng sạc đây. Cổng cáp nữa. Mình khui ra. Đây là cái cổng cáp USB-C. Cổng cáp USB-C. USB-C. Bây giờ mình sẽ ghim vào xem, rồi sau đó mình sẽ khởi động máy cho các bạn xem ha. Ghim vào. Ok. Vậy bên ngoài thì cái máy này rất là mỏng nha các bạn, mỏng và nhẹ lắm. Thì mình mở nguồn lên á, thì các bạn thấy cái máy nó đang hoạt động nè, nó đã set up vào trong luôn. Thì theo thông tin này, cái máy này là RAM 8GB bộ nhớ 256 ha, viền khá là mỏng. Thì các bạn thấy bên ngoài cái viền đó nè, nó mỏng đâu đó khoảng mình không biết nữa, nhưng mình đoán khoảng nói chung là rất là mỏng nha, khá là mỏng lắm. Rồi, thì đây mình sẽ set up luôn, set up nhanh cho các bạn xem. Thì đây nó có đầy đủ các ngôn ngữ ha. Đây mình sẽ chọn là tiếng Việt. Ok. Rồi, mình sẽ set up tiếng Việt luôn. Wow, cái màn hình nhìn cũng khá là đẹp nha các bạn. Việt Nam. Ok. Ok, màn phím. Thêm bố trí, bỏ qua. Thì cái việc set up này thì rất đơn giản rồi ha. Mình sẽ kết nối mạng Wi-Fi vô. Ok, tự động kết nối. Các bạn thấy cái thanh test 3 cũng rất là mượt luôn. Mình sẽ nhập password Wi-Fi vào và mình sẽ kết nối. Password. Rồi, ok, tiếp theo. Rồi, nhập password thì mình sẽ tiếp tục set up cái máy. Thì cái này là Core i3 ha. Máy này là đang trang bị chip Core i3 thế hệ thứ 10. Cái camera thì được ẩn ở bên dưới. Đó, bên dưới không biết việc học tập online chắc nghĩ cũng tiện. Rồi, thì ngoài ra thì độ sáng màn hình, cái này nó không có LED phím nha các bạn. Rồi,
bên ngoài thì mình cảm giác nó rất là chắc chắn. Vì nghĩ dưới đây là có thể là bằng nhôm nha các bạn. Đó. Đây nó có một cái mic nhỏ ở đây nè các bạn. Cái mic nhỏ này có thể là dùng gọi video call để đàm thoại. Cái mic nhỏ. Rồi. Bên ngoài thì mình thấy cái màu xám không gian này nhìn rất là đẹp. Nó như một chiếc MacBook vậy đó. Thực tế là nhìn giống một chiếc MacBook mini hơn. Cái máy này khởi động khá lâu. Ok, thì cái đoạn âm thanh mình vừa test á thì cái âm thanh nói chung cũng vừa nghe chứ nó không có to lắm nha các bạn. Nói chung là vừa đủ nghe, cũng khá tốt trong cái phân khúc giá này. Thì mình thấy cái dạng âm thanh này cũng khá hay rồi các bạn. Đó, nghe cũng ổn nha. Cái loa thì mình nằm ở phía sau nha các bạn. Phía sau của cái này thì nó nhiệt cũng nằm ở phía sau luôn. Rồi, ok, thì đây là toàn bộ cái máy Huawei. Thì các bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo dưới phần mô tả video. Mình sẽ để link cho các bạn tham khảo. Hiện tại thì giá khá tốt, nhưng khi các bạn tham khảo không biết nó có còn tốt như vậy không. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.